mới nói tối tối thôi là thấy mệt mệt rồi nha. Nhưng mà mình thấy mấy bạn trai không có chảy nước miếng gì cái gỏi này đâu, mà chảy nước miếng vì gì á? Vì gì? Mình không biết đâu. Mình cũng đang chảy dữ lắm. Mình đang đi ra một cánh đồng rất là đẹp mọi người. Bây giờ mình đã tới được nơi rồi mọi người. Đây. Bạn gì ơi, bạn gì có thể cho mình cho mọi người biết bạn là ai được không? Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay được bạn Huy rủ đi ra ruộng để bắt ốc về làm một món rất là đặc biệt. Nhưng mà món gì thì xíu nữa mình sẽ bật mí sau ha. Bây giờ mời mọi người với mình và bạn Huy sẽ đi bắt ốc, xem thử là ở ngoài đồng có những thú vui gì nhé. Giờ đổ trang ra cho mấy bạn xem. Đổ trang. Thì đây là bạn Phương trong clip trước này mọi người. Hôm nay mình hóa trang thành một cô nông dân. Đúng rồi, chứ không phải là vợ hay người yêu mình đâu nha. Đây là bạn học của mình. Mọi người cứ nói ồ sao không đi đi kỳ vậy. Kỳ lắm mấy bạn. Bạn là bạn. Đây này, ốc rất nhiều. Wow, này. Này, bắt cái bắt. Hôm nay á bị bắt ốc cho nên mặc đồ hơi bị gớm luôn. Gớm đâu, gì là đẹp lắm rồi. Mình thích bạn Phương như thế này. Bạn Phương rất là thiếu nữ luôn, dễ thương lắm. Dân giả ha. Đây, này, ốc đen. Ui trời. Trời đã gì? Không, cách bắt ốc nè. Cách bắt ốc sao? Vậy 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 hả? À, thấy không? Nè, nè. Rửa nó để nó cái đầu nó khỏi dính bùn. Rồi, cách bắt ốc nữa đó là mình phải tháo cái bao tay bỏ đi. Đen hết đi. Đen hơn đen gì, trời ơi. Vì bạn Huy mà bạn Phương hy sinh làm nghệ thuật là phải hy sinh. Đây, 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 đây. Wow, quá trời. Thấy chưa? Bà quá trời luôn nè mọi người. Trời ơi. Lầm mi. Bên này. Kia nữa kìa. Ồ, bên ruộng nữa này. 4 con luôn. Ui, 5 con. Bên này. Wow. Đây này, trời ơi. Quá trời luôn này. Nước nhiều quá là ốc nó ra nhiều lắm. Ừ. Ô đã gì? Ô nãy bé Yên nó đi là ok đó. Bây giờ mình lựa mấy con bự thôi ha. Mấy con nhỏ mình để cho nó sống đi. Bắt luôn ngay cho mình ăn. Dạ. Để nó ăn luôn hết. Dạ. Ây da, chút nữa là rách quần. Chút nữa rách quần các bạn. Má thờ luôn à. Nó nhiều lắm. Lâu mình ra ruộng lại mình thấy rất là nhiều ốc luôn. Mới có ngồi xuống chút xíu thôi mà được một mớ rồi. Ô, cái đường mương này nhiều lắm này. Mùa này kiểu như là mùa ốc sinh sản vậy đó. Đầy luôn. Ừ, quá trời luôn. Hôm nay mình cũng cảm thấy mình hơi may mắn chút xíu là đặc biệt đi cùng một người đẹp này. Thứ hai là ốc rất là nhiều. Quay coi nè. Wow. Đó, đúng rồi đó. Một con. Đây nó nằm dưới đây nè. Cẩn thận nha, rớt xuống mương là không may cứu đâu. Rớt không mất hả? Mương này sâu lắm á, khoảng tới đầu gối. Em Phương không biết bơi nữa. Nó bò. Ừ. Sao lại dính lẹo? Wow, quá trời luôn này. Bên đây mà mình bắt còn quá trời luôn này. Wow. Đâu? Dính lẹo đâu? Bắt rồi. Wow, này. Quá trời luôn á, nào luôn. Phương ơi, kiểu này no luôn rồi Phương ơi. Đấm đi. Mục đích ra đây là để bắt đủ cái dĩa gỏi thôi, mà chắc thế. Từ từ, mình không được tiết lộ với mình. Con này nhiều quá. Woo.
chú gì ơi, chú gì ơi. Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay bạn Phương sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về đám ruộng của bạn ấy. Một cô gái nông dân mà đi ra làm ruộng. Ờ đâu, giới thiệu ơi. Đây, hôm nay mình giới thiệu cho mọi người biết nha. Đây là đám ruộng của má mình nè. Còn đám ruộng này là của anh Năm của mình nè. Anh Năm đang làm đúng không? Đang làm ở đây nè mọi người. Hái lúa độn á. Đó, còn cái chòi kia mọi người thấy không? Thấy, đi. Cái chòi này. Cái chòi của hai chúng mình. Tiểu thư, tiểu thư là ở đây không nè. Dạ. Ui ốc ốc ốc. Ừ bắt đi. Còn con dưới nữa. Đâu? Đó thôi à. Rồi tiếp tục. Rồi. Cái chòi này á, là ngày xưa là tuổi thơ của Phương là toàn ở đây không đó. Dạ. Tuổi thơ mà ở chòi đi. Trời. Thế thằng nghỉ học á là theo ba. Theo anh chị ra đây ngoài này. Hồi đó ở ngoài này ăn cơm ngon lắm mọi người. Nằm mệt á. Hồi đó là chưa trồng lúa là nhà Phương á. Trồng đủ thứ chất loại hết. Nho nè. Rồi. Sau đó nhà không còn ai làm, không còn sức làm nữa. Chỉ qua trồng lúa. Trồng lúa mệt hơn nữa. Bây giờ con chòi đó không còn nữa. Bây giờ mình vô chòi đó thử đi. Hiện tại mình đang đứng trước cái chòi ở cái sau cái đám ruộng của nhà bạn Phương. Thì mình sẽ cho mọi người xem một chút xíu về cái cảnh của cái chòi này như thế nào nha. Thì mỗi khi mà người nông dân của chúng ta đi làm ruộng thì sẽ ghé lại những cái ngôi nhà như thế này, những cái ngôi nhà đất ở ngoài cánh đồng để nghỉ trưa. Khi mà công việc nó quá bận bịu thì mọi người sẽ ở đây ăn cơm rồi nghỉ ngơi để tiếp tục buổi chiều làm rồi trở về. Bây giờ ở trong đây thì cũng có đây là cái giường mà chắc là anh của Phương sẽ nghỉ trưa ở đây này, có một cái mền này, giống như là một cái căn nhà kho. Ở đây mình thấy có rất là nhiều cụ dây thép để hình như là lúc xưa là làm một cái giường nho ở đây, rồi những cái dây thép đào là còn lại ở đây, đúng là một kết cấu của một căn nhà đất. Đây mình nghĩ là cái khu vực bếp này, có những cái bình thuốc, những cây, những cái vật dụng bếp trong này. Nó hơi cũ kỹ, nói chung là khả năng nó gió hoặc mưa lớn thì nó cũng bị nghiêng, bị đổ. Thế và mình sẽ cho mọi người xem một chút xíu như vậy thôi. Thì bây giờ tụi mình chắc sẽ phải về để làm cái món ăn, review cái món ăn về ốc cho mọi người xem nha. Thì mình cũng đã nghĩ ra được cái món ăn đó rồi, thì món ăn như thế nào thì mọi người xem hết cái video của mình là sẽ biết không. Bây giờ đi về Phương ạ. Đi sao? Đi ra đây ngồi cái cảm giác đó. Nhớ quê nhà. Nhớ quê. Nhớ. Mặc dù là đang ở quê nhưng mà nhớ, nhưng hồi ức của mình nó quay về lại. Cũng ở đây đúng không? Cũng ở đây. Ừ, ở đây đi về nha. Thì bạn Phương sẽ ở đây là mình sẽ đi về nha các bạn. Bạn ấy rất là nhớ ở đây. Cho nên là thôi ở đây đi, đi về. Mọi người thì sau một thời gian mà hai tụi mình đi ra ruộng bắt ốc và mình đã đem về và luộc rồi sơ chế, mình đã lấy cái phần ruột của ốc ra hết luôn rồi mọi người, tại vì mình không có quay cái đoạn đó tại vì quá mất thời gian cho mọi người xem. Nên là đây mình sẽ giới thiệu tất cả nguyên liệu mà mình sẽ làm cái món ăn này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cô gái xinh xắn này là cái món đó, là món gỏi ốc bu với lại đu đủ. Thì trong cái dĩa này mình có ốc bu, ốc bưu mọi người, cái dân ở địa phương mình, mình nói cái giọng nó quê một xíu nên mọi người thông cảm nha. Mình có mua thêm một ít nấm, mình cắt nhỏ ra mình xào chung với lại ốc bươu này. Đây là cái phần nước sốt mà mình thường hay làm với lại kha với lại thép á, mình cho tỏi ớt với lại đường mắm ở trong đây. Đây là lá é, mình có hai trái chanh và bạn Phương của mình đang bào một trái đu đủ và một trái xài.
cái xoài á mọi người. Mình cứ muốn phát âm chuẩn nhưng mà mình không quen. Giọng quê mà. Đây là bạn gái xinh xắn của ta, đó là bạn Phương. Bạn Phương bạn Phương có dễ thương không mọi người? Hôm nay mình vào bếp làm nữ công gia chánh cho mọi người. Đúng rồi, hôm nay thì bạn Phương sẽ thử trổ tài với cái món gỏi đặc biệt này. Xem thử một lát mình ăn nó có giống như cái khẩu vị mà thường ngày mình hay làm không nha. Tại vì thứ nhất là nấu là một phần, còn mà cái cách cái tay nghề chế biến của người đó là một phần, mình chỉ như vậy, nhưng mà còn mà làm sao cho cái bàn tay của mình truyền vào cái cảm hứng vào trong món ăn nó khác, đúng không Phương? Em Phương. Đúng rồi. Nói chung là mình làm cái món ăn bằng cả tâm huyết của mình thì cái món nó mới ngon được. Phía sau đây là cái khu vườn của bạn Phương này, hôm bữa mình đã giới thiệu cho mọi người này. Ở phía sau là cái hoa hột nút rất là đẹp luôn, mình chọn cái view này cho mọi người xem, cho người đẹp giữa cánh đồng, người đẹp giữa rừng xanh. Đó. Mình có chuẩn bị hai cái bánh tráng này, một lát mình xúc ăn. Phương sẽ cho cái phần ốc với lại nấm này vô luôn, trộn luôn. Wow, nhìn thấy đói bụng rồi đó. Giờ này đang đói nữa, đi bắt về mà nó mệt. Đói luôn. Nấm này là nấm bào ngư xám nha mọi người. Bào ngư xám à. Mình mới mua của nhỏ bạn. Rồi Phương cắt lá ý cho luôn. Lá ý luôn hả? Ừ, lấy cái dao á, cắt vô. Cắt một ít vừa đủ ăn là được, như đây đi. Không, mình sẽ lặt bỏ vô đi. Ừ, lặt cũng được, đó. Theo là nặng chanh cho Phương. Đây này, chanh là mình đã cắt sẵn hết những miếng như thế này nè. Giờ Phương sẽ nặng vô, nặng hết vô luôn nha. Đó. Thì cái vị chanh nó sẽ làm chu cái món ăn của chúng ta, thì cái là nó sẽ tăng thêm cái độ ngon cho cái món ăn. Nặng mà mình ừ, nó mùi chanh mình muốn chảy nước miếng luôn các bạn. Chanh này chanh nhiều nước rồi á, hơi mua đâu ạ? Mua dưới chợ. Chanh này chanh có hột và nhiều nước. Đó. Wow, nước quá trời. Sao nó giang vô mắt luôn hả? Ừ. Cay lắm đó nha. Thơm ghê. Trời ác, chua không vậy? Chua cực kỳ luôn. Rồi ok rồi, xong rồi Phương. Bây giờ đổ cái nước tương vô trong cái chén nước mắm này. Đó. Mình chỉ cho nửa chai luôn, vì mình biết bạn Phương rất là thích ăn cay. Tại vì bạn Phương rất là dễ thương. Những cô gái gì, những cô gái dễ thương như gì này thích, rất thích ăn cay mọi người. Mọi người tự hiểu nha. Mình không có nói kỹ hơn đâu. Rồi, phải mạnh tay lên. Mạnh tay lên Phương ơi. Rồi Phương đổ hết cái nước sốt đó vô trong cái thau luôn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn Phương, bạn Phương làm. Hôm trước giờ là mình hay làm nhiều lắm rồi. Mình muốn ăn là mình tự tay mình làm thì nó không còn hấp dẫn nữa, đúng không? Bây giờ mình hướng dẫn, coi như là mình hướng dẫn tất cả mọi người đang xem luôn, đúng không? Trời ơi, nước miếng nó chảy. Trời ơi, còn hơn ở tiệm nữa, đúng không? Mình nhìn mình thấy chịu không nở luôn rồi đó. Hôm nay cô gái bán gỏi. Chúng ta có một đàn gà nữa này mọi người. Đàn gà mái đang chờ ăn. Mà mình không có cho nó ăn đâu. Cái gì? Kêu gì? Không cho đâu, không năn nỉ. Dắt con ra kia. Wow, cái mùi không biết là có mặn hay không. Cái mùi gia vị bắt đầu nó cuốn lên rồi đó. Khi mà cái nước sốt của mình nó hòa chung với lại rau củ quả trong đây thì nó xìu xuống. Bắt đầu nó thấm vào trong ốc á. Cái vị chanh nó rất là chua nha. Nó chua rồi cái nước sốt cay cay nữa thì lúc đó thì nước miếng của nó đã chảy ra rồi. Mới nói tối tối thôi là thấy mệt mệt rồi nha. Nhưng mà mình thấy mấy bạn trai không có chảy nước miếng gì cái gỏi này đâu. Mà chảy nước miếng vì gì á. Vì gì? Mình không biết đâu. Mình cũng đang chảy dữ lắm á. Chắc thoải mái rồi. Thấy kích thích không ạ? Mình thấy rất là kích thích rồi đó. Mình không có nhìn món gỏi đâu, mình nhìn khác.
Nhìn cái gì? Mình biết không? Cái gì mà mình thích nhìn mình nhìn à? Mình không biết chuyện gì đang xảy ra đó. Mọi người đừng suy nghĩ giống bạn Huy nha. Không tốt tí nào. Mọi người đừng nghĩ bạn Huy xấu nha. Bạn Huy rất là xấu đó các bạn. Tuyệt vời. Wow, vừa khổng lồ chạy. Ok, được rồi đó. Cái phần kia là mình để lại đi. Để lại một lát thì khi mình ăn không hết á, mất công mình phá uổng. Được rồi. Bây giờ là mình đã chuẩn bị sẵn đậu phộng rồi mọi người. Mình sẽ rứ lên trên nha. Món gỏi là phải có đậu phộng thì nó mới tăng thêm cái độ thơm ngon cho cái món ăn của mình. Mình thiếu cái màu đỏ đó là ớt. Bây giờ Hương gấp mấy miếng ớt đó bỏ lên cho nó đỏ đỏ nó đẹp. Với lại mấy cái bông nữa. Bây giờ mình thử mình trang trí mấy cái bông này lên nè. Đơn giản thôi, ba cái là đẹp. Coi này mọi người. Chỉ cần tỉ mỉ nghệ thuật một chút xíu thôi là cái món ăn của mình nó sẽ đẹp liền. Cái đó không được không chị? Cái này là nó không ăn được nha mọi người, nhưng mà nó đẹp là được. Rất là dễ thương luôn, món gỏi đặc biệt cực kỳ đẹp. Đẹp không mọi người? Phải đẹp luôn, đẹp hay là Phương đẹp? Mình thấy Phương đẹp rồi đó. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mời mọi người ăn món gỏi ốc bươu với Phương và bạn Huy nha. Do chính tay bạn Phương làm. Nói chung là được sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn Huy thì Phương đã cho ra một sản phẩm. Quá tuyệt vời luôn. Món ăn hết sức là tuyệt vời luôn. Bây giờ mọi người cùng thưởng thức với Phương và Huy. Và đây là bé Yên nè, cháu của mình. Và bây giờ nó chờ sáng giờ nó đói bụng xỉu luôn á. Bây giờ để dì Phương ăn trước. Phương ăn trước, Phương thử đi, thử đọc đi. Cái này là không có ăn được nha mọi người, mình chỉ để cho nó đẹp thôi, cái món gỏi mình nó thêm đẹp nè. Đó, thì bỏ thêm con ốc rồi miếng đậu phộng đầy đủ luôn nha. Mình sẽ cảm nhận hết tất cả cái vị của cái món gỏi này. Sao? Quá ngon đúng không? Có vị gì? Đu đủ thì giòn nè. Đủ giòn. Ốc cũng giòn luôn. Và xoài thì nó chua chua á. Ăn nó không bị ngán. Ngon lắm. Vừa vị luôn. Vừa luôn luôn. Yên ăn đi con. Ăn đi con. Đây là bạn nhỏ cháu của bạn Phương. Chứ không phải con của bạn Phương. Bạn Phương chưa có người yêu, chưa có bồ, chưa có chồng luôn. Không. Đính chính lại nha. Đính chính lại. Có người yêu rồi nha. Bạn có người yêu rồi. Rất tiếc mọi người ơi. Bạn Phương đã có người yêu rồi. Và mình chắc chắn là không phải người yêu của bạn Phương rồi. Đây là bạn học của mình. Mọi người cứ vào rất là nhiều người bình luận là sao lại chia tay với nhau, sao là bạn gái sao chia tay, tiếc vậy. Mình không phải, mình ghi cái tựa đề là bạn gái thôi, thực ra thì bạn đó là bạn gái mà đúng không? Có những người đã hiểu là con gái chứ không phải con trai đúng không? Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử cái món ăn này như thế nào nha. Trời, thì nãy giờ mình coi mà nước miếng mình chảy quá trời luôn. Đây rồi, mời mọi người nha. Cái chua cái cây khoái nhất là cái vị chua á, vị chua của xoài nè, một chút xíu chanh, hai trái chanh nhưng mà nó vẫn không có chua lắm đúng không, nó cực kỳ là vừa ăn. Với lại cái gia vị á, cái gia vị là mình cho vô là vừa ok luôn, không cần phải thêm bớt cái gì nữa hết á. Hôm nay thì mình ăn kèm với món gỏi là nước tăm nha mọi người. Chị tâm. Mình nấu bán nữa. 5.000 một chai thôi mọi người, mấy ngàn? 5.000. 5.000 một chai. Rất mát, rất tốt và rất rẻ. Chất lượng lắm mọi người ơi. Xăm nhà làm nhà nấu luôn. Mình ăn thêm cái lá é nè. Nó thơm ngon rồi đó. Ở mình đặc biệt là cái lá é có rất ít nơi mà trồng được cái lá é này. Nó rất là tốt. Ăn rất tốt và ngon. Ăn đi Yên, ăn đi con. Hôm nay cái chuẩn bị cho cái món này cũng mất thời gian ha. Cũng khá là mất thời gian, cả buổi chiều luôn mọi người. Nhưng mà điều những cái vật dụng, những cái đồ dùng là có sẵn luôn. Không có sẵn. Tại nhà luôn cái gì cũng có, chỉ cần ra quầy ruộng đi bắt ốc. Giờ cho con
ngon quá. Cắn chung cái miếng xoài nó đã gì đâu á. Đã lắm hơn. Được cái là bánh tráng nó giòn này. Đậu phộng nó cũng giòn, nó thơm. Mọi người ở nhà làm món này ăn thử nha. Hôm nay mình hướng dẫn cái cách làm món gỏi này rất là đơn giản và tuyệt vời luôn nè. Giờ có ai đã từng làm hay là từng ăn cái món gỏi này hay chưa thì comment ở phía dưới của video của mình nha. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Sắm Dừa TV của mình. Video của mình sẽ kết thúc tại đây nha. Và hãy chúc mọi người một buổi tối cùng bên gia đình thật là vui vẻ. Nhớ xem video của Huy, cho Huy một like và một đăng ký để ủng hộ kênh Sắm Dừa TV luôn. Và lời cuối cùng là Huy xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.